À, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Game Online. Mình là Hưng Đụt và hôm nay rất vui được gặp lại anh em trong cái con game có tên gọi là War of the Vision. Đây là một đầu game nằm trong chuỗi series các cái game của Final Fantasy. Đây mình sẽ đặt một cái tên ở đây đã. Cho to tiếng lên một chút nữa các bạn nhé. Ok. Như mình đã nói thì đây là một trong những cái game của Fantasy Brave Exvius. Nói sao nhở? Vì cái series game của Final Fantasy thì nó đã quá nổi tiếng mà mình nghĩ là sẽ không cần phải nhắc thêm nữa. Bây giờ nó bắt chúng ta phải download data with English voice. 200 mê. 200 mê lên cơ. Căng nhở? Giờ vậy chúng ta sẽ lướt qua một chút về cái cốt truyện của nó xem nào. 200 mê đào khá lâu và mình sẽ tắt wifi để chuyển sang 4G đào cho nhanh nhé. Resume xem mức độ đào nó nhanh hơn một chút rồi. Nói qua về cốt truyện của Final Fantasy thì ở đây nó sẽ có các cái nước này, đây là các cái vương quốc thì phải. Destiny Prince, đây là vị hoàng tử định mệnh. Hoàng tử đã được chọn bởi định mệnh. Mount Leonis, the Older Twin, Born to King All and Queen. Đây là một... chưa đọc xong, bọn này buồn cười thật. Mình chưa cho phép đi mà đã đi rồi. Đây là người anh trong cái cặp đôi song sinh của vua Orde và hoàng hậu Helena, vương quốc Leonis. Anh chàng này thì không thích chiến tranh và tin tưởng vào cái gì đây, có existence rather than power and conquest. Tin tưởng vào cái gì đó hơn sức mạnh. After meeting Marjorie, sau khi gặp cái người tên là Marjorie này thì hoàng tử nhận ra rằng anh ấy cần trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những gì mà anh ấy yêu thương. Đây là một cái vị hoàng tử nó khá là cơ bản thôi nhỉ. Khá là cơ bản rồi. Hoàng tử định mệnh. Đây là Destiny và bên này là Fate của Stener Lewis. Đây là hai anh em đúng không? Thì đây là anh và đây là em. Đây là người em trai song sinh. Sao anh em trai song sinh mà nhìn nó chả giống nhau? Cũng có giống nhau đấy, khác nhau mỗi cái màu tóc thôi. Người em song sinh của vua, của hoàng tử Mount Leonis, và đây là cái cặp anh em song sinh của được sinh ra bởi vua Ode và hoàng hậu Helena. Anh chàng này bị ấn tượng bởi cái kiếm thuật của bố anh ta, tức là nhà vua đấy. Razor gì đây? Razor than his brother because he was forbidden from going to battle. Tức là anh chàng này sẽ là một vị thần chiến tranh đấy. Rất là có một cái đầu óc thiên phú về chiến tranh. Đây là vua của Red Lion Monarch, đây là con sư tử đỏ của Monarch. Aude Leonis, đây là vị vua đây. Đây là Beautiful Steel Maiden Machen, Machari đây là cái người mà ui gì, sao mà tốn nhiều vậy, sao tốn nhiều mê vậy. Chưa kịp xong cái này nó lại đến một cái khác, 500 mê. Rồi, giữa Adra Continent, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá cốt truyện trước nhé. Skip luôn thế quá. Tips, login bonus. Đồ họa. Đồ họa này đẹp. This must be the village này. Nervous, sợ hãi không hả anh của tôi? Rồi, nói chuyện hơi nhiều. Ramada là nhân vật nào nãy chúng ta sẽ nhìn thấy nhỉ? Đây là hai con quỷ lửa. Anh gà. Lõ cho bản thân mình đi. Rồi, chiến đấu nào. Login bonus là cái phần thưởng đăng nhập. Đây là những cái tip mà nó sẽ chạy ở đây. Victory condition, điều kiện chiến thắng. Tất cả đối phương bị tiêu diệt. Quest start. I shall lose them from the fun. Đầu tiên là moving, tap the green panel, di chuyển đến đây. Attacking, tap attack.
and then confirm to land an attack on the bomb. Đây là bom à? À, mình cứ tưởng là quỷ lửa. Attack đây. Confirm. À, lối chơi phải nói là không thể cơ bản hơn cơ bản của Final Fantasy nữa rồi. Your turn win and after performing an action and tapping confirm. Rồi, mình kết thúc hành động này nhé. Gì vậy? Anh có ổn không anh trai? You could really do with some reinforcement right about now. Let's use the ring entrusted to me by father. Sử dụng chiếc nhẫn đã được trao tặng bởi cha của chúng ta. Please lend us your power. Cho chúng tôi mượn cái sức mạnh của bạn. Sức mạnh của vua này hả? Use the ring. Ability. Đây là cái kỹ năng. Cái thuộc tính. You can consume TP and AP to use a variety of ability đây. Đây, chọn chiêu. Cast vào người con này. Confirm. Và nó, à các bạn thể nhìn thấy một cái bảng tuần hoàn hệ thống của các cái khắc chế nhau đây. Tí mình sẽ xem cụ thể nó sẽ là những cái gì nhé. Ability effect, panel và unit đó. Khu vực và mục tiêu à. Confirm đi. Mighty Crystal, Seal Away on Warm, Freeze. Đóng băng. Rồi. Có đóng băng được nó không? So this is a vision, alright. Finish it with your limit burst next. Mình có limit burst rồi. Đây, những cái kỹ năng. À, limit burst đây. Destiny Cross. Rồi, nhắm vào con này. Confirm. Wow. Ngầu đấy. Ai chết đây? Attack. Cái gì đấy? À, chém mình chữ thập, chém gió mình chữ thập. Mình sẽ gọi chiêu này là như vậy. Nicely done, brother. The relic has been saved. Asset return. Đó là nó sẽ quay trở lại cái nhau. Quay trở lại với cái cung điện lâu đài. Đâu là đây? Well done, brother. It is just as your brother say. Khiêm tốn quá. Ý là anh trai của. Sao nhìn người em đeo cái phi phong, đeo cái áo choàng màu đen nhìn nó cứ cảm giác khắc ám thế nào nhỉ? Cậu em là chắc chắn có vấn đề. Lại sẽ tìm hiểu xem thêm thế nào. Friends, you can send gift to friend. Oh. Ở mình cứ tưởng đây là một tựa game offline, hóa ra nó là một tựa game online đấy hả? Hay nhỉ? Gì đấy? Sao mấy người này không có mặt à? Đã đang trùm mũ. Thought we run into monster here. À, bảo vệ quý cô Marjorie. Marjorie là cái người mà hoàng tử gặp được ở trong cái phần giới thiệu đúng không? Rồi có lẽ là mình sẽ can thiệp vào lúc này. My cherry đây. Monsters have appeared. Worry not, my lady. À, có quái vật xuất hiện nhưng mà đừng lo. À, quý cô của tôi. We shall eliminate the impostasty. What timing? I was looking for a reason to get some. Cái con này có vẻ hơi kinh kiệu nhở? Leave this to me. Ờ, để đấy cho tao. Được. Đó ra là kinh kiệu có căn cứ à? Em này chắc là cũng có chút võ vẽ đấy. Để xem nào. Đó, điều kiện chiến thắng này cũng tiêu diệt quái vật này thôi. You actually like that set. Alpha is in an incredibly high area. Con quái vật này đang ở vị trí rất là cao. Sẽ cần một cái chiêu thức tầm xa. Command. Đây, chúng ta sẽ di chuyển đến đây. Ability này, Banished. Confirm. Unit và panel này, mình cũng chưa hiểu cái panel kia là như nào, chưa được dùng. Tí nữa mình sẽ xem thử xem. Excellent Lady Mastery, if you cast Banish, you will be able to attack before the zoo. Rồi, tung chiêu. Alright. I should deliver one more blow. Tung một chiêu nữa thôi nào. Ability have high limit.
range height và area height. Hay thì là độ cao đúng không? Mỗi kỹ năng thì đều có một cái giới hạn về độ cao à? Ability with casting time, cast speed 360. Check when ability will be cast on the left side. Wow. Tức là mỗi cái chiêu này đều phải cần có một cái thời gian casting. Object target low. Cái gì đây? Check the panel display. Cái ability này có thể tác động lên nhiều mục tiêu cùng một lúc, nhưng mà sức mạnh của nó sẽ yếu đi à? What's this? Ô, con này chui xuống. Ưa. Rồi, con này xuống dưới đây thì để thằng này giải quyết nốt. Ui, gặp con này thì chịu. Ba con sói. Thôi xong rồi. Behemoth, đây là tên của con sói đúng không? I beg you return to the carriage. Tôi cầu xin em hãy quay trở lại cái xe đi. Gì đây? Định làm gì? You should not touch her. I will fail. À, anh hùng của chúng ta rồi. Ui, mặc dù chém cũng khá đau. Để xem nó hút lại có đau không? Vãi. Quay trở lại đi em ơi. Coolness, I will soon use the relic for the best style upon me. Đây, mình sẽ dùng thử xem nó có chiêu gì. May say burn to cold by the power of ice fridge. Cái gì đấy? Hellfire. Mình sẽ dùng panel chứ nhở? Để chơi cả ba con luôn chứ. Ui. Phải. Gì đấy? Vãi đẹp luôn. Bao ngầu luôn. I want to use the card by attacking enemy. À, tấn công nó sẽ hồi cái này đúng không? On party member sell single card. Unit equipped with Esper can perform evocation magic. Evoke expert with the full guard. Kinh, skill đẹp thật. Hiệu ứng của map này. Rồi, chúng ta đã clear xong cái quest này. Đẹp thật. Rồi, quay trở lại cái xe. Incredible. Đang thán phục cái em Machiri này. So this is the power of the ancient relic passed down through on its royalty. Tiếp tục di chuyển nào. Ấy chà, đến đâu đây? Wow, mình hơi bất ngờ với đồ họa của game này luôn đấy. Chà. Wow. Đẹp thế. Nhìn như một bộ phim luôn các bạn ạ. Mà Final Fantasy vốn trước giờ vẫn nổi tiếng, thậm chí là từ những năm 2000 mấy, Fantasy đã có một cái đồ họa rất là đẹp rồi. Và nó làm cho cái tựa game của mình nó đẹp như một bộ phim vậy, cốt truyện rất là hoành tráng. Cái kỹ năng lúc đó so với các cái tựa game ở thế cùng thời đại đó thì Final Fantasy này cũng có một cái đồ họa gọi là vượt trội. Đấy, hai anh em chiến nhau dưới này. Thế là thế nào? Ủa, chưa vào đâu đây? Phục kích đi hả? Uff, vừa đúng lúc đao xong luôn. Hơn 500 mê. Mà như mình đao bằng 4G từ nãy giờ thì phải. Thôi xong. Rồi chúng ta sẽ summon. Đây là một tựa game có tính gacha. Đó là chúng ta sẽ có thể summon ở đây. 10x summon, 10x luôn kìa. Trời ơi. Xem ra những cái gì nào.
Lớp nhân vật này của Final Fantasy lần này sẽ khác với những cái lớp nhân vật ở các series khác đúng không? Nó sẽ không giống nhau hoàn toàn. Cái màn triệu hồi rất là đẳng cấp, nhưng mà chỉ có mỗi một tướng vàng thôi, mỗi nhân vật vàng thôi. Rare, đây là Mia. Super Rare, còn Super Rare luôn cả, ngon. First Time Bonus Capture. Và chúng ta có một Rare, một Super Rare này. Đây là gì đây? Hồn à? Mia, à có Mia rồi, nó sẽ ra hồn, nó lại ra Super Rare tiếp này. Super Rare First Time Bonus của ta đâu? Chắc là chỉ được lần đầu tiên, đây cũng Super Rare này. Vadim Super Rare là SR đúng không? Lại là Mia. Vadim 15 mảnh Vadim và Gold Vision Sapphire. Lại Super Rare. Rồi để xem cái tướng vàng chóe cuối cùng này là cái gì. Đây cũng Super Rare luôn này, Uni. Ấy ôi, đây là wow, Sister UK of the Hope Mega Rare. Đây là Blessing of, chưa đọc hết. Vậy là đến bây giờ thì chúng ta đã biết được cái cấp cao nhất mà chúng ta được biết đó là Mega Rare. Để xem là sẽ còn cái cấp nào cao hơn Mega Rare nữa không. Quay trở lại này, không xăm màu nữa. Story quest đâu? Đây story đây. Twin Princess, hai hoàng tử sinh đôi. Thêm người vào. Đây. À, đây là ngay từ đầu nhân vật chính của chúng ta, cái hoàng tử Monte là cái gì đấy, đã là một tướng super rare rồi. Thuê người. You can pay you to invite another you đâu. You là cái gì? À, you là đơn vị tiền tệ trong game. Normally you must pay. Thông thường thì bạn sẽ phải trả, nhưng lần này sẽ được miễn phí. Now party in full formation. Should we set the auto function to on and back? Đây, tự động chiến đấu đúng không? Rồi, let's go. Con vịt này nhìn rất là quen. À, con chim chứ nhỉ? Cú te thật mấy con chim này. Chả biết là chim hay gà nữa. Đây, xe chở công chúa Manchester đâu nữa. À, Macheri chứ nhỉ? Thôi, xong gòng gặp phục kích rồi. Ư ạ. Phanh cũng rất là hay. Phanh cũng buồn cười. Chiến đấu với bọn này. Sau đó chắc là sẽ được là hoàng tử sinh đôi cứu. I do serve our castle. Princess. I know. It's for the good of the... My sympathies, my lady. Rồi, hơi dài dòng văn tự. Chiến đấu luôn. Chắc là sẽ chiến đấu với bọn cướp này trước. Gì đây? Ơ. Sao nhiều cốt truyện thế cho sang gameplay đấy? Đừng bảo vẫn cốt truyện nhé. Đủ. Cốt truyện của nó lên thê quá nhở. Mặc dù mình biết là cốt truyện của nó rất là khủng, nhưng mà để có thời gian xem hết thì các bạn sẽ tự xem có lẽ là sẽ hay hơn nhở. Wow. Xong một chú sói. Xong một chú sói trong bộ ba con sói. Wow. Hôm nay em làm khỏe thế. À, em này được thuê đúng không? Nhà đường dương. Ném đá. Mãi hoàng tử chơi chiêu ném đá. Stone throw. Hay. Bét hoàng tử Banis. Chiêu hơi yếu. Sao chỉ có con này level 50 đánh khỏi hẳn thôi. Xạ thủ à? Cứ tìm góc khuất và bắn đấy rồi. Rất là hợp lý đúng không? Và góc khuất đấy thì chúng ta có thể che được hẳn hai góc tấn công liền. Và kẻ địch chỉ tối đa tấn công của chúng ta từ hai góc thôi. Xạ thủ chuẩn mực đấy. Lên level 2. Đây là những đồ chúng ta xong với headpack, đây là những cái trang bị chúng ta nhận được. Không chỉ là trang bị, nó còn là nguyên liệu nữa. I did it. Contain yourself. Let us press onward. Hoàng tử làm sao đây? Đây lại là cốt truyện.
đi tiếp. Rồi rồi rồi, biết rồi biết rồi. Story quest next close. Bắt ta làm gì nữa? Good work in battle. I shall provide some brief present. Đây là quà này sẽ hướng dẫn nhiều thế. Mission đây, challenge đây, beginner hôn sảnh cho người mới. Rồi, khá là nhiều. Cái này chúng ta phải làm quen dần. Rất là nhiều những cái mục unit đây. Đây là tổng hợp những cái unit. Enchants. Enchants là để tăng cấp của nhân vật đúng không? XP QB đây là cái hộp, hộp kinh nghiệm. Rồi nó lên level 3. Hướng dẫn nhiều quá, để ta tự tìm hiểu đi. À, nâng cấp nghề. Job level up rồi, chuyển nghề à, lên cấp nghề. Nghề chính của chúng ta đang là kiếm khách cái này. Các bạn nhìn này, chữ main này. Uầy. Một cái cây kỹ năng phải gọi là kinh khủng luôn. Stone throw, kỹ năng ném đá lên level 2. Nhưng mà mình không hiểu tại sao hoàng tử cao quý lại phải đi học kỹ năng ném đá này. Rồi, xong một phần hướng dẫn. Sao vẫn hướng dẫn nhiều thế? Rồi, quả ngày 1, 200 Vizior. Đây là đơn vị tiền tệ. Và 10 mảnh của Manleonist. Gì vậy? Quả gì đây? À, quả 1 triệu download. 5 mảnh của cái tay súng này. Đây chắc là tin hàng ngày rồi. Thông báo hàng ngày. Wow, nhiều thủ tục phết nhỉ. Video summon. Bỏ qua đi. Rồi sao? Cùng chúng ta thoát được cái trên home unit. Chúng ta thể đặt chọn một cái vị tướng làm đứng ở ngoài. Chọn em làm quyến rũ chút nhỉ. Đó. Ui, tưởng quyến rũ lại là loli. Rất là hay. Mình sẽ đổi sang không có em làm quyến rũ ta. Có thể lại để về nguyên nhân vật chính vậy. Ấn vào xem nó sẽ. Thật ra mình thích nhìn em kia nhảy hơn. Nhìn mấy cái ông được dựa này. Sảnh người mới này. Clear the own and receive and meet the cộng guarantee. Clear cái quả cái sảnh này á. Thử xem sao. Thử clear cái sảnh này xem nào. Auto không? Nói nhiều quá. Ôi, nó bị nhắm vào. Bò lên nào. Chết một cháu. Subspear. Subspear là skill gì? Raise all... À, tăng cường tấn công. Và mình sẽ đến gần nó vậy. À, thương là tấn công được cả hàng sau luôn à. Rồi, thương là tấn công được cả hàng sau. Bảo sao nó chỉ gợi ý mình đi đến đấy thôi. Clear quest là đơn giản thế. Được 20 cái hộp kinh nghiệm luôn. Thơm. Bây giờ làm sao clear beginner quest hết. Clear them all. Ôi, clear tất cả cả. Thôi rồi, thì từ từ đã nhá. Để clear tất cả không phải là vấn đề một sớm một chiều được. Quá giới hạn này. Clear all đi. Được một mega rare. Ngon. Ui, thanh kiếm Excalibur, thanh kiếm hiện tại. Ui, ăn cho rare luôn. Phải. Ăn cho rare là kinh khủng đúng không? Mega rare chưa là gì.
Rồi và tiếp theo là vào cái menu mình sẽ vào kiểm tra cái cài đặt của nó một chút, xem đây nó là cấu hình tốt nhất chưa. Music này, setting your graphic to low, đây là mặc định và low. Low rất là thấp nên không cần nữa. Speed language download add. Thôi không có gì download thôi. Rồi, đây là đồ họa cũng không lại khủng rồi. Return to tit không cần. Thế là tự cái này đã hơn 1 triệu lượt download rồi. Quá nhiều. À và mình đã bảo là mình sẽ đi xem cái khắc chế của các cái hệ, bây giờ mình sẽ đi xem nhé. Trên link có cái gì mới đây? 200 video nữa. Cái này chưa mở này. Drill chiến đấu với người chơi khác. À cái này mình chưa mở. Cái này mình chưa mở được. Tại vì mình chưa đủ cấp. Ôi lại có 3.900 nữa rồi nè. Chắc là mình sẽ đi làm phát nữa nhỉ. Gì đấy? Sao mà download nhiều vậy? Ê download luôn à? Khoai nhỉ. Rồi như vậy thì bắn nhầm. Đâu rồi? Đây. Rồi như vậy thì mình vừa cùng các bạn trải nghiệm qua cái tựa game World of the Vision Final Fantasy. Thì đây là một tựa game theo như mình nghĩ nó là xứng đáng với cái biểu tượng của Final Fantasy, xứng đáng cái danh hiệu đó. Thì World of the Vision này là một tựa game có kết hợp giữa gacha, chiến thuật. Đây nó sẽ là chiến thuật theo dạng mạng lưới, theo dạng di chuyển nhân vật đến vùng chỉ định, tung chiêu rồi phải sử dụng những cái đặc trưng của nhân vật để đem lại cái chiến thắng cho đội của chúng ta. Nhìn chung thì về quan điểm của mình thì cái World of the Vision này nó nằm trong cái chuỗi series có nổi tiếng đó là Final Fantasy rồi. Đây là không cần xem xét những yếu tố khác thì mặc định chúng ta sẽ biết được đây là một cái siêu phẩm nữa. Mà đặc biệt hơn thì nó được gây dựng trên nền tảng di động với cái đồ họa như các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ, nó cuộc hàng quá khủng luôn đúng không? Gameplay đa dạng không phải nghĩ luôn rồi. Đó là chưa kể chúng ta còn chưa nắm bắt được hết tất cả những cách nâng cấp nhân vật này, rồi cái hệ thống khắc chế này, xong rồi các hệ thống buff, light up các kiểu trong game nữa thôi. Cơ bản thì mình sẽ cho con World of the Vision này với số điểm là 9 điểm. Một tựa game có đầy đủ cả tiếng tăm, chất lượng và nội dung, tất cả đều hoàn hảo. Theo mình là như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip review game World of the Vision thuộc dòng game Final Fantasy của mình. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Đấy, là phát summon nữa đây. Có ra Ultra không? Skip đi. Rồi, chỉ toàn Mega Rare thôi. Rồi, vậy thì xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại thì sẽ với nhiều tựa game mới hơn. Xin chào.